Trung tâm Hiền Miêu xin kính chào quý khán giả. Trước mắt quý khán giả ngày hôm nay thì bên Hiền Miêu đang thực hiện một video để giới thiệu tiếp thị tới nhà một số sản phẩm hàng về ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì bên em yêu đang tiếp thị tới nhầm một cặp loa 4725A Sergi 2. Đây là một trong những dòng loa 4 số đời A của Mỹ. Loa sở hữu bát 40 một xem kèn. 4725A thì trong suốt thời gian qua thì bên em yêu đã thực hiện bán rất nhiều về những cặp loa này rồi. Và cảm thấy chất âm của nó thực sự đẳng cấp ở phân khúc loa 4 số Mỹ. Và chơi cho karaoke gia đình có độ chất và chi tiết cực kỳ ngọt ngào luôn. Và ngày hôm nay thì bên em Miu đang về một cặp cực kỳ đẹp luôn. 4725A thì hôm nọ này cũng cách đây video trước khoảng 2-3 ngày thì bên em Miu cũng đã lắp đôi này cho một vị khách đến từ Hà Nội. Thế anh em biết rồi. Với một cái combo karaoke phối cho ông anh ở trên Hà Nội thì chỉ sử dụng một cặp 4725A này thôi. Với một cái dàn máy chuyên nghiệp ấy, tạo cho một cái không gian karaoke gia đình cực kỳ đẳng cấp. 4725A thì được đánh giá là một trong những dòng loa đời cao hơn các phân khúc như 515, 925, 825. Và ngày hôm nay thì em về một đôi rất mới nhá. Đôi loa này có kích thước chiều rộng của nó là 62 và chiều cao của nó là 72, nên là anh em kê kích đặt kệ cực kỳ đẹp. Loa sở hữu bát tép khủng. Anh em đang thưởng thức chất âm nghe nhạc của đôi loa này. Đôi loa này có nó vẩy tiếng tép cực hay luôn. Nếu anh em nghe nào mà thiên về tép thì đôi này vẩy tiếng tép cực hay luôn. Và cái độ tiếng bát của nó cũng rất là ấm luôn. Và loa mà nghe thì anh em biết rồi, nó phải cần có độ ấm về tiếng bát và vẩy về tiếng tép nó phải sang. Anh em đến quay, anh em quay chi tiết cận cảnh để anh em nhìn chi tiết về hình thức của đôi loa. Đôi loa nói còn rất là mới nha. Đời sản xuất 202. 4725A Sergi 2. Đôi này từ màu màng đến nội thất bao zin tuyệt đối rồi anh em. Từ tem góc đến tem mặt. Em nào nhu cầu mà mua về cặp loa này thì có thể liên hệ với bên em. Và ngày hôm nay thì bên em lại tiếp thị tới anh em thêm những cái dòng sản phẩm cao cấp của hãng BF Audio. Anh em nhìn thấy rồi. Đây là một bộ mic cao cấp của hãng BFA. Mang mã số G11. Anh em biết rồi, cầm cái tay mic lên nó màu có cái màu rất là sang trọng, màu vàng gôn. Và tay của này gọi là tay mic kim cương anh em nhá. Nên là cái này là hầu như là nó không bị bạc theo thời gian. Nó cứ sáng mãi như này, vàng mãi như này. Và sản phẩm chính hãng của BF. À, hay là search trên mạng thì sẽ ra được cái giá tiền cũng như nơi sản xuất của cặp loa của con mic này. Thiết kế từ cái mặt phay của nó khác với những cái dòng mic rẻ tiền khác, tất cả dập hết. BFA được đánh giá là một trong những thương hiệu khá nổi tiếng trên thị trường Việt Nam, chuyên thi công lắp đặt các phòng hát chuyên nghiệp như công ty sản xuất ra những dòng loa như BFA rồi thì Latop Audio đó. Nó có cả chống lăn trên và chống lăn dưới nữa.
trên tại thị trường đang niêm yết bán giá 7.500.000 đồng, nhưng bên em đều thực hiện bán cho anh em mức giá 6.000.000 đồng, giá tương đối cạnh tranh và tốt cho anh em. Đây là một bộ mic được đánh giá là nghe hay, bày đẹp. Lắp hoàn thiện của nó sẽ đút cái này vào đây. Từ cái tay mic này, từ cái cắm dây kết nối của nó thì nó khác rồi. Sản phẩm nó sẽ gồm các phụ kiện đi kèm. Và ngày hôm nay thì em đưa xin phép tiếp thị tới nhầm kể cả những cái dòng vang cao cấp của hãng BMA. BMA Audio GPX 8600 BR. Anh em nhìn những con vang này đó, thiết kế cực kỳ chất luôn. Và dòng vang này thì em yêu đã nghiên cứu về nó rất kỹ rồi và thị trường cho anh em. Nó có tiếng echo cực kỳ là tuyệt vời luôn. Tiếng echo hay và dễ căn chỉnh, cơ bản dễ căn chỉnh, anh em để chỉnh cả tay được luôn. Sản phẩm chính hãng của BF Audio nhé. Nói chung là BFA là một trong những dòng từ công suất vang mic của nó đến loa đạt yêu cầu rất cao. Anh em nhìn độ kỹ, đây là phân khúc rẻ của BFA, nhưng chất có thể so với những phân khúc đắt của các hãng khác luôn. Đây, còn con cao cấp hơn này, con này kết nối cả không dây wifi luôn. Chiếc này chiếc BF K3000 wifi BR. Anh em nhìn từ nút tinh chỉnh nó nhiều hơn và máy nặng hơn, chất hơn. Dòng vang này có rất là chất luôn anh em nhá. Giá của những chiếc vang này thì sẽ rất là đắt, nhưng mà nó sẽ cho ra hiệu quả âm thanh cực kỳ đảm bảo và có cái tiếng echo cũng như gì vọt của nó rất hay. Nhiều dòng vang thì thiên về vọt, cái tiếng echo nó lại không được hay, nên nhiều khi anh em hát vọt nhiều thì mang tính chất chuyên nghiệp và sử dụng cho nhiều loa thôi, chứ còn hát nó phải có tiếng echo vang hay thì nó mới cho ra được cái tiếng mic ngọt ngào được. Đối với những dòng vang mà làm chuyên nghiệp sự kiện ấy thì anh em để ý là nó họ phải sử dụng với nhiều loa thì nó cho ra cái tiếng vọt hay, nhưng mà tiếng echo nó lại không hay, nên là anh em rất là khó hát. Nên em thì Miu ngày hôm nay sử dụng những con vang này có echo gì vọt hay và đặc biệt thiên về echo nhiều, nó sẽ đảm bảo cho anh em phối ghép những bộ karaoke ra chất. Đây là những cái sản phẩm mà thực sự chất lượng, nên em Miu xin phép tiếp thị tới nha. Cặp loa ngày hôm nay em Miu về thì 4725A Series 2 này thì em Miu cũng báo giá luôn để cho anh em cân đối nhá. Cặp 4725A này tại thời điểm ngày hôm nay thì em Miu đưa ra mức giá là 32.000.000 đồng, hàng cực chất đẹp. Anh em đầu tư đôi này thì được cả tiếng bát và tiếng tép, và nếu để karaoke hết thuốc và độ bền thì sẽ vô cùng cao luôn. Sấy một bát 40 một chép kèn, phối hợp với một con công suất chuẩn chỉ sẽ cho ra được cái tiếng hay. Em sử dụng con công suất khoảng 6-7 triệu, em sẽ lựa cho anh em một con máy bãi xịn sò để phối hợp với nó. Chưa cần súp đã hay rồi, nếu để chơi gia đình. Đôi này thì anh em vừa chơi vừa cảm thấy chất mãi luôn. Còn các phân khúc bát, ví dụ như anh em biết mua những đôi bát 30, anh em mua đã hai mấy triệu rồi nhưng mà chỉ sở hữu được tiếng lời thôi, còn tiếng bát của nó hầu như anh em không đạt được theo ý muốn. Cũng như cái tiếng tép và cái độ vẩy của đời 4 số nó khác hẳn với 3 số rất nhiều nhá. Còn nữa thì em thực hiện một video để giới thiệu với anh em như vậy. Anh em nào nhu cầu mua về
Và thiết bị audio thì có thể liên hệ với Amil qua hai số máy ghi trên tấm biển đây: 0973 096 520, 0973 034 319. Một nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở video clip sau.